Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp chúng ta biết trước được những sự việc có thể xảy ra để biết cách phòng tránh. Phần luận giải chi tiết là số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ giúp bạn thấy được một bức tranh toàn cảnh về vận hạn cũng như vận trình tài lộc của những người sinh năm 1958 Mậu Tuất. Nhờ đó giúp chúng ta biết được những dấu mốc quan trọng trong vận trình của mình về sức khỏe, gia đạo cũng như công danh sự nghiệp trong năm 2023 Quý Mão, qua đó sẽ nắm được về tổng quan vận hạn của mình có điều gì đặc biệt và cũng qua đó sẽ có những phương pháp hóa giải để tăng cường tài lộc và may mắn ở trong năm. Sau đây là phần luận giải chi tiết về là số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thầy tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe, gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nam mạng trong năm 2023. Bước sang năm 2023, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Mậu Tuất sinh năm 1958 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh là sao Thủy Diệu, vận hạn hạn Thiên Tinh, hạn Tam Tai. Năm 2023 gia chủ không phạm Tam Tai, hạn Hoàng Ốc, phạm Hoàng Ốc, lục Hoàng Ốc. Đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim Lâu rơi vào hạn Kim Lâu Thê. Về địa chi, Tuất gặp Mão không xung không khắc, cuộc sống bình ổn, yên vui, tận hưởng tuổi già bên con cháu trong nhà. Xét về mối quan hệ thiên can Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay, nam Mậu Tuất cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 cần chú ý tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch từ ngày 20 tháng 4 đến 18 tháng 5 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Tuất nam mạng. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đậu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Tuất sinh năm 1958 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Mậu Tuất sinh năm 1958 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức Tinh Quân trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chính mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Hóa giải: thực hiện cúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao Thủy Diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao Thủy Diệu vào khoảng từ 19 đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có để dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân vị tiền, 7 ngọn đèn hoặc nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây, phẩm oản, nước, trầu cau, muối, gạo đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải là màu đen. Nếu có lễ vật khác màu đen, có thể sử dụng giấy màu đen để bọc lại rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày xong, đặt mâm lễ hướng về hướng chính Bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng, hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sau này vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 nam mạng năm nay gặp hạn Thiên Tinh. Nhắc đến hạn Thiên Tinh, người xưa có câu thơ như sau: Thiên Tinh phải mắc dạ tai, ngục hình. Có nghĩa là Thiên Tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ, gia chủ cần biết. Hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này thì gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm. Tai bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương, đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cẩn thận trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này thường cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Sau đó gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Luận tử vi Mậu Tuất sinh năm 1958, nam mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia chủ vui vầy đón xuân cùng gia đình, đây là tháng có nhiều tin vui đưa tới tài lộc cho gia chủ. Tháng 2, trong tháng này có tin vui về công việc của thành viên trong gia đình. Tháng 3, đây là tháng người trong nhà đi xa trở về, tuy nhiên gia đạo có sự mâu thuẫn, bất hòa. Tháng 4, hao tán tiền bạc cho việc khám chữa bệnh. Tháng 5, cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh hạn thị phi, giấc ngủ của gia chủ trong tháng này cũng không được tốt, thường xuyên mộng mị, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tháng 6, có vài xích mích mâu thuẫn với gia chủ đồng trang lứa. Đi lại cẩn trọng, tránh tai nạn bất ngờ. Tháng 8, trong gia đạo của gia chủ tháng này có người già ốm đau bệnh tật. Tháng 9, gia chủ ra ngoài trong tháng này cần cẩn thận gặp phải cửa quan hoặc di chuyển vùng sông nước nên hết sức chú ý. Tháng 10, mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng xung quanh hóa giải được những mâu thuẫn từ trước. Tháng 11, sức khỏe không được tốt, đặc biệt cần chú ý các vấn đề răng miệng. Tháng 12, chú ý di chuyển xe cộ hoặc có tì vết về tay chân trong tháng cuối năm, cùng với đó tháng này tiền bạc cũng hao tổn nhiều. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, trong năm 2023, sự nghiệp của người tuổi này không có những bước tiến rõ ràng trong năm nay vì hầu hết gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc đang dần rời xa công việc. Với những gia chủ vẫn đang làm việc, nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân chỉ lối dẫn đường, giảm bớt được vô khối những khúc đường vòng. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở lấy mất vị trí của mình. Về tài chính, tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 2023. Tử vi tuổi Mậu Tuất trong năm 2023 nam mạng về tài lộc khá vượng. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể gặp được cơ hội kiếm có. Cộng thêm với kinh nghiệm phong phú, bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ để phất lên nhanh chóng. Người đã nghỉ hưu có một mức lương ổn định, lại thêm tiền biếu của con cháu nên không phải lo lắng thiếu tiền tiêu. Bản mệnh cũng là người chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, luôn cẩn trọng khi mở hầu bao nên ít bị kẻ khác lừa lọc. Về sức khỏe, tình trạng sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Năm nay không phải là một năm thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc, bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với người có cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958, nam mạng. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi năm Quý Mão cho thấy bản mệnh có một gia đình yên ấm, các thành viên luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, là bậc cha, bậc mẹ. Là bậc làm cha làm mẹ, hãy biết cách lắng nghe ý kiến, quan điểm của con cái, không bắt con cái phải làm răm rắp theo ý kiến của mình. Với nửa kia, bạn là một người biết thấu hiểu, sẻ chia nên mối quan hệ giữa đôi bên khăng khít.
Những người sống độc thân nên tranh thủ cơ hội mở rộng quan hệ với mọi người xung quanh, khiến cuộc sống trở nên phong phú, vui vẻ hơn, đừng nên ở nhà quá nhiều. Gia chủ nên đem bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để cho gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958, nam mạng, vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.